không ai dạy dỗ nên lại sống xô, bao nhiêu anh trai thôi lên về cho giặc sống vỗ, vẻ đẹp mặn mà lại được trời ban, thông môn khiến pháp sống không lời than, giang hồ vốn dũng cần cái đầu lạnh, không sai không đúng mà chỉ cần kẻ cầm quyền mạnh, thật sự lớn lên thiếu tình thương, xa cho thất thế trong tình trường, cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc, nào ngờ tàn dối trả tình bi thương. Quên cả việc trả lại tóc tai, hey, những đứa trẻ con gót chắc còn làm đâu em. Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, ta chỉ nhìn màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Đâu rồi nơi mình dừng lắng đi, sự chia ly không ai đến thân gì. Dựa vào ý chí, ngờ một xe đai ngờ tất cả bình. Đánh phục cho lòng anh cho ai. Đang thân chắc mình lại bất chấp sai trái ấy. Mỗi ngày mình lên một món đồ chơi trên xe, mình có thể ngắm nó mỗi ngày một món đồ mới. Khi mình lên full chiếc xe rồi thì mình ngắm được một hai bữa chẳng còn gì để ngắm nữa hết. Do cái xe này quá cũ, nếu như mà em là chế em sẽ bán cái xe này đi để mua một cái xe mới ít hư hơn. Không biết tại sao chị giữ nó tới bây giờ. Tại nó hợp, nó rất hợp. Ở đời này đó khó tìm cái hợp cho mình lắm, mà nó hợp rồi đó là khó. No.
ngày ấy xa hoa thế nào, anh tự cho mình là cao quý, bạn bè cũng chỉ bên anh khi anh còn một thời oai phong. Nhìn lại mới thấy bên anh chỉ còn có em thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.